đóng cảnh hôn với diễn viên nào khó nhất? 3, 2, Quỳnh. Lan Phương. Quỳnh ạ. Quỳnh ạ? Vâng ạ. Ok. Tiếp. Thật lòng nhá, thật tâm nhá, em đánh giá ai đẹp trai nhất trong showbiz Việt bây giờ? Ôi, thật một cái tên hiện ra ngay trong đầu. Đẹp trai nhá. Đẹp trai nhất trong showbiz Việt ạ? Ừ, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Trả lời. Anh Sơn. Ui. Anh Sơn ạ? Thì tại vì khi đóng cùng anh ấy rất là đẹp trai và rất là cuốn hút đấy. Em mới tiếp xúc với anh ấy thôi mà. Ừ. Tức là trước đấy, trước khi đóng phim đấy, hai anh em không quen nhau trước? À, hai anh em chơi với nhau trước đấy thôi ạ. Ừ, nhưng mà ngày xưa anh ấy đóng là do được anh ấy mập mập à. Xong rồi từ khi anh ấy đóng phim với em là anh gầy đi. Trong xong rồi khi mà nhìn cận mặt trông đẹp trai á. Anh ấy không nói ra thôi, nhưng mà có một điều chắc chắn là anh biết. Đó là anh Sơn được lúc mà được đóng phim mà lại có gọi là có bạn gái ấy, mà trẻ hơn mình ấy, là anh ấy vui lắm. Anh cũng biết điều đấy. Vì anh Sơn ấy là một trong đặc điểm nhận dạng của anh với đồng nghiệp là chuyên môn đóng vai chồng của các chị. Tức là bạn diễn của anh ấy luôn luôn hơn tuổi anh ấy. Nhưng mà anh ấy lại đóng vai chồng. Đấy, và lúc nào cũng xưng anh. Làm phi công. Nhưng mà đấy, tại vì đẹp trai em, và mặt hơi già đúng không em? Em thấy là bởi vì là không phải chỉ có em thấy anh Sơn đẹp trai mà em thấy tất cả các chị em phụ nữ hay là cả con trai nữa đều nhìn thấy được cái điều đấy. Nên là em phải công nhận cái điều đấy.